Về phía thí sinh, bên cạnh các nội dung liên quan đến đề thi tập trung phần lớn vào kiến thức năm lớp 12, thì điểm mới thí sinh cần quan tâm hơn cả là sự thay đổi của công thức tính điểm. Thay vì 50-50 như năm ngoái, năm nay điểm thi trung học phổ thông sẽ được nâng lên 70%, còn lại 30% cho điểm trung bình năm lớp 12. Dù điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, thậm chí là kết quả thi tốt nghiệp của học sinh. Tuy nhiên, về lâu dài, đây là hướng tránh được tình trạng nâng điểm cục bộ trong các trường trung học phổ thông. Mình cũng phải là động viên các em, đó, khuyến khích các em thì làm sao phải dồn sức để cho cái kết quả thi quốc gia được cao nhất. Rất có thể sẽ có một cái kết quả, một cái hiệu ứng kèm theo, đó là tỷ lệ học sinh mà tốt nghiệp trung học phổ thông có thể sẽ giảm. Đây cũng thực sự là một cái thay đổi giúp cho cái việc mà là các trường gọi là trung thực hơn trong cái khâu liên quan đánh giá các em, thì đó cũng là một cái mà thay đổi lớn mà có ảnh hưởng nhiều đến với lại các em học sinh cũng giống như các trường trung học phổ thông. Tuy nhiên là cái điều này nó sẽ là tốt hơn cho các trường đại học trong cái công tác xét tuyển, tại vì cái kết quả học tập của các em nó đánh giá thực tế hơn rất là nhiều. Trong số 4 điểm nhấn đáng chú ý trong quy chế thi trung học phổ thông quốc gia lần này, có đến 3 điểm là các yếu tố về kỹ thuật và con người. Theo đó, năm nay, hàng rào kỹ thuật được tăng cường tối đa, công tác niêm phong quản lý bài thi được Bộ Giáo dục chi tiết hóa đến từng con dấu, từng mẫu giấy niêm phong cho túi bài thi và thùng bài thi. Những yếu tố liên quan đến điều kiện về máy chấm, phần mềm, cơ sở vật chất cũng hết sức kỹ lưỡng. Vấn đề về thí sinh tự do cũng đã được tính đến. Thí sinh tự do hoặc là các em ở hệ thường xuyên thì nó sẽ có một số môn không thi. Vậy thì các em này nó sẽ đi đâu khi mà những em khác thi thì nó sẽ đi đâu? Thì năm nay Bộ trong phần mềm Bộ cũng đã có cái phần, cái khái niệm là phòng chờ. Cái khái niệm phòng chờ nó đã giải quyết được cái việc là các em nó đã gọi là di chuyển đến cái phòng chờ đó để gọi là chờ đến thi môn sau. Nó tránh những cái trường hợp lộn xộn và nó sẽ giải quyết được cái bài toán đó là không có tách riêng các đối tượng này ra để tránh những cái trường hợp mà tiêu cực có thể xảy ra. Năm nay, việc các trường đại học trực tiếp tham gia chấm thi trắc nghiệm cho thấy vai trò quan trọng của các cơ sở giáo dục đại học trong việc góp phần minh bạch, khách quan công tác chấm thi. Theo các nhà quản lý giáo dục, quy chế thi trung học phổ thông lần này không phải là thay đổi, mà chỉ là những cải tiến mang tính kỹ thuật, giúp cho quá trình tổ chức thi tinh gọn hơn, đồng thời giải quyết những yếu tố nguy cơ có khả năng xảy ra tiêu cực.